Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10.000. Tiết 1, tiết 2. Toán lớp 3 tập 2. Cô mời chúng mình cùng tham gia phần khám phá. Đây là cuộc trò chuyện của ba bạn bạn Nam nói rằng quê tớ có đỉnh núi Phan Xipang cao 3.143m. Đỉnh núi Phan Xipang là đỉnh núi cao nhất nước ta, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Bạn Nữ giới thiệu quê tớ có đỉnh núi Chư Giang Lắc cao 1.634m. Đỉnh núi Chư Giang Lắc thuộc tỉnh đắk lắc của nước ta và bạn mai hỏi đỉnh núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét nhỉ để trả lời câu hỏi của bạn mai chúng mình sẽ làm như thế nào à chúng mình so sánh xem đỉnh núi nào có độ cao lớn hơn thì chúng mình sẽ thực hiện phép trừ lấy độ cao của đỉnh núi cao hơn trừ đi độ cao của đỉnh núi thấp hơn. Vậy ta thấy độ cao của đỉnh núi Fansipan cao hơn, vậy ta sẽ thực hiện phép trừ 3143 trừ đi 1634. Kết quả của phép trừ này thì chính là độ cao hơn của đỉnh núi Fansipan và đỉnh núi chứ giang lắp vậy chúng mình cùng nhau đặt tính và tính đặt tính chúng mình viết số bị trừ ở trên viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau viết dấu trừ giữa hai số kẻ nét ngang hay cho dấu bằng vậy là chúng ta đặt tính xong bây giờ chúng ta thực hiện tính từ phải sang trái tức là chúng ta sẽ tính hàng đơn vị trước 3 không trừ được 4 lấy 13 trừ 4 bằng 9 viết 9 nhớ 1 4 Trừ 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. 1 không trừ được 6, lấy 11 trừ 6 bằng 5, viết 5, nhớ 1, sang hàng liền trước. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. Vậy, 3143 trừ... 1634 bằng 1509. Vậy bây giờ chúng mình dễ dàng trả lời được câu hỏi của bạn Mai. Đỉnh núi Fansipan cao hơn đỉnh núi Chư Giang Lắc 1509 m. Chúng mình vận dụng kiến thức chúng mình vừa tìm hiểu để thực hiện bài 1. Bài 1 tính có 4 phép tính trừ. Chúng mình thực hiện lần lượt từ phải sang trái. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 3, bằng 6, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.

Phép tính tiếp theo. 7 không trừ 4 không trừ được 7, lấy 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1 sang hàng liền trước. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 3 không trừ được 8, lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5, nhớ 1 sang hàng liền trước. 3, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. Vậy

Vậy 6729 trừ 43 bằng 6686. Chúng mình bấm dừng video. Chúng mình quan sát bài ở sách tự làm lại. Sau đó đối chiếu với bài trên màn hình. Bài 2, đặt tính rồi tính. Có 3 phép tính trừ, chúng mình sẽ thực hiện đặt tính. Viết phép trừ sao cho các hàng các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Rồi viết dấu trừ giữa hai số kẻ nét ngang thay cho dấu bằng. Như thế này là chúng mình đã đặt tính. Bây giờ chúng mình thực hiện tính từ phải sang trái. 10 trừ được 7 lấy 11, 10 trừ được 4 lấy 11 4 7, viết 7 nhớ 1 sang hàng liền trước.

Chúng mình thực hiện hàng đơn vị trước. 5 không trừ được 7 lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 0 bằng 2, viết 2. 6 không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Vậy 6635 trừ 807 bằng 5828. Chúng mình bấm dừng video Chúng mình nhìn bài ở sách giáo khoa để làm vào vở Làm xong chúng mình sẽ đối chiếu với bài trên màn hình Bài 3 Sông Ninh là sông dài nhất thế giới Với chiều dài 6.650 km Sông Hồng dài 1.149 km Hỏi sông Ninh dài hơn sông Hồng bao nhiêu km Chúng mình đọc và suy nghĩ xem bài toán cho chúng mình biết điều gì và bài toán hỏi chúng mình điều gì. Sau đó chúng mình thực hiện trả lời câu hỏi của bài toán. Muốn tìm sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu km, ta lấy chiều dài của sông Nin trừ đi chiều dài của sông Hồng. Trước tiên chúng mình tóm tắt. Bài toán cho biết sông Nin dài 6.650 km, Sông Hồng dài 1149 km. Sông Ninh dài hơn sông Hồng hỏi chấm km. Chúng mình lưu ý tên của các con sông là tên riêng, chúng mình viết hoa. Vậy khi tóm tắt xong chúng mình thực hiện bài giải nào. Dựa vào câu hỏi để chúng mình viết câu trả lời, sau đó viết phép tính và đáp số. Câu trả lời, sông Ninh dài hơn sông Hồng số km là? Bỏ chữ hỏi đi, thay chữ bao nhiêu bằng số, thay dấu hỏi chấm bằng là, dấu hai chấm. Chúng mình thực hiện phép tính trừ. Lấy chiều dài của sông Ninh trừ đi chiều dài của sông Hồng. 6.650 trừ đi 1.149 bằng 5.501 km. Đáp số 5.501 km Chúng mình quan sát bài sách Chúng mình tự làm lại Sau khi chúng mình làm lại xong Chúng mình đối chiếu bài trên màn hình Đấy là một cách học để giúp các con phát huy trí thông minh Và sẽ nhớ bài Lâu hơn Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 2 Bài 1 tính nhầm theo mẫu Mẫu 9 000 4 ,000. Bằng 5.000 Vậy Chúng mình viết Số 9.000 trừ số 4.000 Bằng số 5.000 Bây giờ chúng mình quan sát mẫu kỹ Rồi chúng mình tính nhầm Các phép trừ có số tròn nghìn Phép tính nhầm các số tròn nghìn 7.000 trừ 3.000 bằng 4.000 8.000 trừ 5.000 bằng 3.000 9000 trừ 7000 bằng 2000. Chúng mình tự làm lại bài vào vở ô ly. 10000 trừ 6000 bằng 4000. Bài 2 tính nhầm theo mẫu. Mẫu 7500 trừ 3000 trừ 300 ta nhầm 500 trừ 300 bằng 200, còn 7.000 vẫn giữ nguyên. Vậy 7.500 trừ 300 bằng 7.200. 4.300 trừ 2.000, ta nhầm 4.000 trừ 2.000 bằng 2.000, còn 300 giữ nguyên. Vậy 4.300 trừ 2.000 sẽ bằng 2.300. Chúng mình quan sát mẫu kỹ rồi chúng mình tính nhầm phép trừ. Các số tròn trăm. Ta nhầm phép tính trừ 5.200 trừ 200. 200 trừ 200 bằng 0, 5.000 giữ nguyên. Vậy 5.200 trừ 200 thì bằng 5.000. B. 3.500 trừ 1.000. Ta nhầm 3000 000 trừ 1.000 còn 2 .000. 500 giữ nguyên. Vậy kết quả sẽ là 2.500. C. 6700 trừ 600. Ta nhầm 700 trừ 600 bằng 100. 6000 giữ nguyên. Vậy kết quả sẽ bằng 6100. D. 8400 trừ 6000. Chúng ta lấy 8000 trừ 6000 bằng 2000. Còn 400 giữ nguyên. Vậy kết quả sẽ là 2400. Chúng mình bấm dừng video, quan sát bài ở sách để làm vào vở ô ly. Làm xong chúng mình đối chiếu bài lên màn hình. Xem chúng mình làm có đúng không? Nếu chúng mình làm nhầm thì chúng mình sẽ sửa làm lại cho đúng. Bài 3, đặt tính rồi tính. Ở đây có 4 phép tính trừ. Chúng mình sẽ đặt tính theo hàng dọc sao cho các số cùng các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ kẻ nét ngang thay cho dấu bằng. Đó. Như vậy là cô giáo đã đặt tính bốn phép tính xong. Bây giờ chúng mình chuyển sang bước thứ hai thực hiện tính từ phải sang trái. 8 không trừ được 9 lấy 18 trừ 9 bằng 9 viết 9 nhớ 1 sang hàng liền trước. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2. 3 không trừ được 5 lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8. Nhớ 1 sang hàng liền trước. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 2 bằng 3,

Vậy 5624 4718 bằng 906. Phép tính tiếp theo. 8 không trừ được 9, lấy 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1 sang hàng liền trước. 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. 6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9, nhớ 1 sang hàng liền trước. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3,

hạ 3. Hạ 3 viết 3. Hạ 8 viết 8. Vậy 8372 trừ 39 bằng 8333. Muốn thử lại phép trừ, chúng mình có thể thực hiện cộng ta lấy hiệu cộng số trừ bằng số bị trừ là phép trừ của mình thực hiện đúng. Nếu ta lấy hiệu cộng với số trừ mà kết quả khác với số bị trừ là có nghĩa là mình đã tính nhầm. Chúng mình sẽ thực hiện lại. Bài 4. Một xe chở 9.000 lít dầu. Lần đầu xe bơm 2.500 lít dầu và một trạm xăng dầu. Lần sau xe bơm 2.200 lít dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu? Chúng mình đọc kỹ xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Sau đó chúng mình thực hiện tính. Bước 1, chúng mình tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 200 lít dầu lần đầu. Bước 2, tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 2.200 lít dầu lần 2. Cách hai 2. Ta tìm tổng số lít dầu đã bơm của cả hai lần. Rồi chúng mình tìm. Chúng mình lấy số lít dầu. Chúng mình tìm số lít dầu còn lại sau hai lần bơm bằng cách lấy tổng số dầu ban đầu trừ đi tổng của hai lần bơm. Kết quả của phép trừ chính là số dầu còn lại. Bây giờ chúng mình đọc để tóm tắt bài toán. Bài toán cho biết có 9.000 lít dầu. Lần đầu bơm 2.500 lít dầu. Lần hai, bơm 2 bơm 2.200 lít dầu. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu. Tóm tắt xong chúng mình thực hiện bài giải. Chúng mình viết câu trả lời. Cả hai lần xe bơm số lít dầu là Chúng mình thực hiện phép cộng 2.500 cộng 2.200 bằng 4.700 lít. Sau đó chúng mình thực hiện phép trừ lấy 9.000 trừ đi 4.700. Kết quả của phép trừ chính là số dầu trong xe còn lại. Vậy trả lời trong xe còn lại số lít dầu là 9.000 trừ đi 4.700 trừ bằng 4.300 lít. Đáp số 4.300 lít dầu. Kết quả phép trừ thứ hai chính là số dầu còn lại trong xe sau hai lần bơm vào trạm xăng. Vậy sau hai lần bơm thì trong xe còn lại 4.300 lít dầu. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan. Để cô Lan sẽ làm nhiều video hơn nữa cho chúng mình học. Chúng mình bấm tên bài học, sau đó bấm chữ cô Lan Hải Bối là tìm thấy ngay video của cô giáo. Hoặc chúng mình vào trang của cô giáo, bấm tên bài học chúng mình cũng tìm rất là nhanh. Hoặc là bấm vào trang Youtube Cô Lan, xem ở trong danh sách phát, tìm bộ video toán tiếng Việt lớp 2, lớp 3. Luyện chữ, bảng nhân, bảng chia, bảng cộng, bảng trừ, luyện viết chữ đẹp để chúng mình học theo hệ thống kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại!